Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, cảm ơn Ngài. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào đến tất cả ông bà anh chị em đang theo dõi Hội Thánh qua live stream này. Nguyện lời của Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ và ban phước cho anh chị em. Dạ. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ đến với Hội Thánh với một sứ điệp để tiếp nối sứ điệp hôm trước. Hôm trước chúng ta đã nghe về những nguyên tắc để giúp cho đời sống chúng ta không phải vướng vào những cái rối rắm. Và một trong những nguyên tắc đó anh chị em học sẽ thấy mọi thứ từ bên trong mà ra. Mọi thứ từ bên trong mà ra. Và hôm nay tôi muốn nói sâu hơn về điều này. Cái nguyên tắc này nó tuy là nó đơn giản nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày đó, chúng ta đôi khi rất dễ bỏ qua, bởi vì chúng ta bị cám dỗ bởi những sự hào nhoáng bên ngoài. Chúng ta thường bị cám dỗ để chăm chút những gì bên ngoài mà bỏ quên cái phần bên trong, là phần quyết định kết quả của đời sống mình. Chúng ta lo đi làm đẹp ở bên ngoài nhưng mà trong lòng thì đầy cay đắng. Cho nên cái vẻ đẹp đó nó cũng không đem lại kết quả gì trên đời sống của mình. Chúng ta lo chăm chút cho của cải vật chất bên ngoài mình được dư đầy, nhưng mà tấm lòng mình thì đầy bất an, đầy sợ hãi, và chất lượng cuộc sống đi xuống và cuối cùng sụp đổ. Cái xã hội ngày hôm nay nó khiến cho con người có cái xu hướng tìm kiếm nhiều hơn những thứ bên ngoài mà bỏ quên những điều bên trong đó anh chị em. Vì vậy tôi muốn cậy lời của Ngài để cảnh tỉnh tất cả chúng ta, hãy trở lại với chân lý, hãy trở lại với cái nguyên tắc bất di bất dịch của đấng tạo hóa đã sáng tạo ra vũ trụ này. Và khi chúng ta sống phù hợp với điều mà Chúa đã tạo dựng ra trên chúng ta, chúng ta sẽ gặt hái được sự hạnh phúc, thành công và thỏa mãn trong cuộc đời của mình. Đó đó anh chị em. Vì vậy tôi đặt cái đề tài trong buổi sáng hôm nay với anh chị em là phương pháp dưỡng tâm. Không ạ? Dưỡng tâm. Có nghĩa là tôi sẽ cậy ơn của Chúa để nói về những phương pháp để tu dưỡng tâm linh của mình. Dưỡng nó giống như các chị em hay làm gì? Dưỡng da phải không ạ? Da của mình cần phải dưỡng. Thì bây giờ tôi không nói về dưỡng da mà tôi nói về dưỡng tâm. Làm cho nó đẹp, nó mới, nó tươi sáng mỗi ngày. Đó là cách. Cho nên anh chị em ơi, nếu anh chị em muốn có một đời sống tốt đẹp như ý của Đức Chúa Trời thì hãy chú ý giữ gìn cái tâm của mình. Đây là một cái lẽ thật hết sức căn bản, nhưng mà đôi khi chúng ta hay quên lắm, rất hay quên. Bởi vì cuộc sống bận rộn hay là cái trào lưu vật chất hóa của cái thời kỳ cuối cùng này nó khiến cho chúng ta quên cái này. Cái trào lưu của cái thế giới thời kỳ cuối cùng này là nó hay sống theo những gì mà con người thấy được, nghe được, nhìn được, rờ được, vật chất hóa được, mà lại bỏ qua những cái điều vô hình là thứ quyết định mọi sự. Kinh Thánh gọi cái tâm là gì? Là tấm lòng hay là tâm linh? Mọi thứ bộc lộ ra trong đời sống chúng ta là điều từ tâm cả, kể cả điều tốt lẫn điều xấu anh chị em ạ. Kể cả điều tốt lẫn điều tồi tệ cũng do cái tâm mình ra, thành bại cũng do tâm, tốt xấu cũng do tâm, khỏe mạnh hay là yếu ớt trong thân thể mình phần lớn cũng do cái tâm mình định luôn. Rất là huyền nhiệm ở chỗ này anh chị em. Kinh Thánh chép rất rõ phải không? Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Châm ngôn chương 4 câu 23. Từ lâu rồi tôi có tìm hiểu cái này và tôi đọc ở trên các sách vở, các sách cổ xưa, các bài báo nói về những cái cách sống của các cổ nhân ngày xưa, các thánh nhân ngày xưa. Thì tôi có đọc được một cái bài báo rất là hay, tôi đọc cho anh chị em nghe nó như thế này. Đây là một cái bài báo nói về cái thuật dưỡng sinh của người xưa. Người xưa đó, cái người sống trước thời đại trước của mình đó, cổ nhân đó, thì tôi nhận thấy rằng họ đã biết được cái lẽ thật này từ hàng ngàn năm rồi. Họ nhận ra rồi, họ đã ghi lại và tôi chép lại, tôi đọc cho anh em nghe nha.
trong phép dưỡng sinh của cổ nhân, vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất. Anh em thấy chưa? À, ngày hôm nay mình dưỡng sinh là mình toàn về uống thuốc bổ không ạ? À? Còn đạo đức là vẫn đi ăn trộm ăn cắp, vẫn đi tham lam, rồi vẫn đi làm tà dâm ô ấy, đúng không ạ? À? Rồi bắt đầu về mua vitamin quanh ở đây về uống, không giải quyết được vấn đề. Đó, tôi đọc lại, trong phép dưỡng sinh của cổ nhân, vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất. Người có nhân đức thì trong lòng bình yên, tâm lý cân bằng ổn định và ý chí không rối loạn. Nhờ đó âm dương luôn luôn cân bằng, khí huyết luôn điều hòa, nên chính khí đầy đủ và bệnh tật không thể phát sinh. Cơ thể bị bệnh là do tâm suy yếu, tà bên ngoài xâm nhập. Mà tâm suy yếu là do tâm hồn hỗn loạn, cơ thể không khỏe, có nhiều điều bất an. Ham ăn, ham thắng, ham được, ham vui là đủ để gây bệnh rồi. Không có được những điều ham muốn, đây gọi là sân. Tham và sân sẽ khiến cho lòng không yên, khí không ổn định, ảnh hưởng đến gan mật, chấn động kinh mạch, rối loạn ngũ tạng. Lúc này những cái không tốt bên ngoài sẽ xâm nhập vào, đây chính là nguyên nhân gây ra bệnh tật. Tâm và thần bất an, tính tình bồn chồn là nguyên nhân chính gây bệnh. Tâm ổn định thì khí hòa thì máu lưu thông, tuần hoàn máu tốt thì tinh túc và thần vượng. Những ai có tinh thần khỏe mạnh, sức đề kháng trong cơ thể mạnh mẽ, bệnh sẽ tự nhiên mất đi. Có thể nói rằng để chữa bệnh thì chủ yếu là dưỡng tâm. Anh chị em thấy không ạ? Đây là một cái lối sống của người xưa. Tôi rất là khâm phục bởi vì họ đã thấy được ánh sáng này trên nền tảng lẽ thật là lời Chúa. Phát biểu này thì rất có nền tảng Kinh Thánh anh chị em. Vì trong Châm Ngôn chương 15 câu 13 câu 22 cũng nói: lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã trí bèn nao sầu. Lòng vui mừng thì dự yến tiệc luôn luôn. Anh em thấy không? Hoặc Châm Ngôn chương 17 câu 22 chép: lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí nao sầu làm cho xương cốt khô héo. Lòng bình tĩnh là sự sống cho thân thể, còn sự ghen ghét là đồ mục cho xương cốt. Châm Ngôn chương 14 câu 30. Anh em theo, chữ lòng, lòng ở đây nói về cái tâm, tâm linh con người, trái tim con người. Cái phần mà nãy tôi vừa nói lúc đầu đó là ánh sáng cho cuộc sống chúng ta. Anh em thấy ha, nó rất phù hợp. Và không phải chỉ những cổ nhân, mà các tôn giáo khác họ cũng nhận ra lẽ thật này. Và họ đã phát triển các môn tu tập khác nhau để dưỡng tâm. Anh em nghiên cứu các tôn giáo khác sẽ thấy, để đời sống họ được an lạc, được vui tươi. Ví dụ trong Phật giáo thì họ có bộ môn thiền định, phải không ạ? Dĩ nhiên tôi không nói để anh em về ngồi thiền đâu nha. Tôi chỉ nói là các tôn giáo khác họ có những cái bộ môn như thế. Họ sinh ra những cái bộ môn đó mục đích là để dưỡng tâm, để tu dưỡng. Hoặc trong Nho giáo thì có ngũ kinh, và họ tập trung vào đào tạo cái người quân tử. Mà cái câu của trong Nho giáo rất là quen thuộc, anh chị em biết câu gì không ạ? Tu thân rồi đến gì? Tề gia trị quốc nó bình thiên hạ. Câu đó không? Câu đó rất là quen thuộc phải không? Nhưng nó phải bắt đầu bằng cái gì? Tu thân. Tu thân ở đây có nghĩa là gì? Làm cho tâm tính của mình trở nên tốt, thì lúc đó mình mới có thể tề gia, rồi trị quốc, rồi mới bình thiên hạ được. Ngày nay chúng ta đi ngược không à? Chúng ta muốn là bình thiên hạ rồi mới đi xuống. Nó không có được. Cho nên tôi nói lại với anh chị em, dựa vào tất cả những gì chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy con người ta đã mường tượng ra mọi thứ bắt đầu từ cái tâm của mình. Đó anh chị em ạ, nó rất là quan trọng, phải không ạ? Nhưng tôi muốn nói buổi sáng nay là có một sự khác biệt rất lớn giữa những người dưỡng tâm theo các tôn giáo thế tục với những người tin Chúa Giêsu. Khác lắm, nó không giống đâu, hoàn toàn không giống. Nếu anh chị em mà chưa phân biệt cái điều khác này thì cực kỳ nguy hiểm. Một số anh chị em tin Chúa rồi bắt đầu đi nghiên cứu những cái tôn giáo khác, thấy nó màu nhiệm, thấy nó huyền bí, thấy nó hay quá, bắt đầu đi theo, là cuối cùng gì vậy? Tẩu quả nhập ma luôn. Anh chị biết cái từ đó không? Từ mà phim trưởng nó hay nói đó, tẩu quả nhập ma là có thật đấy anh chị em. Khi mà mình rèn luyện không đúng á, quỷ nó vô, quỷ nó vô và khiến cuộc đời của mình sao tanh bành hết. Thậm chí là đó, mới đây cách đây không lâu, người ta tu cái gì mà Pháp Luân Công gì ở Bình Dương, tu xong rồi là đem bạn của mình bỏ vô thùng phi rồi đổ bê tông luôn. Đấy, nó nói là bây giờ phải giết đứa này thì nó mới tắt đạo.
còn nó phản đạo là không được. Tẩu hóa nhập ma thành điên loạn luôn, rất là nguy hiểm, phải không ạ? Khi chúng ta làm cái điều mà không dựa trên kinh thánh, không dựa trên lễ thần. Cho nên những người theo tôn giáo khác thì họ nỗ lực để tự sửa tâm tánh của mình, vốn là một tâm tánh mang bản chất tội lỗi và bị sự chết cai trị. Họ cố gắng sửa, giống như là cái xe máy nó hư tanh bành rồi, nát hết rồi, bây giờ cố gắng sửa, chữa một hồi chả thấy nó tốt lên, hay nó rụng càng hết tất cả mọi thứ, chữa không được. Vậy thì kết quả của họ là sao? Là rất hạn chế và hầu hết là không thực tế, thiếu năng lực, thiếu quyền năng. Và rồi đi một hồi là cuối cùng quay lại cái chỗ là gì? Che đậy những cái sự xấu xa bên trong. Cuối cùng là gì? Khoác cái áo lên để cho che đậy thiên hạ. Giống như Chúa Giêsu nói các thầy thông giáo người Pha-ri-si sao anh chị em? Các người trong bề ngoài như mồ mả, tô trắng đẹp đẽ lắm, nhưng bên trong thì đầy xương cốt, đầy hài cốt. Không có đúng. Cho nên mình tu một hồi, bắt đầu mình đâu có muốn cho thiên hạ gọi là thấy là ok, ông này ông tu 50 năm rồi mà ông vẫn như là người bình thường, vẫn xác thịt, vẫn sân si, vẫn đủ thứ. Cho nên mình không muốn người ta chỉ trích mình cái đó, cho nên bắt đầu khoác cái áo lên. Tôi là thánh nhân nha, mà thật ra bên trong là xương cốt. Đó anh chị em, rất là nguy hiểm ha. Đấy. Và cái điều đó nó dẫn người ta đến những huyền thuật, những ma thuật, bị ma quỷ lừa dối, như là luyện công, mở lưng xa, tập yoga, rất nguy hiểm. Nhưng mà những người tin Chúa Giêsu như chúng ta thì khác hoàn toàn anh chị em. Khác hoàn toàn. Ngay khi chúng ta xưng nhận đức tin thì cái thần của chúng ta, gọi là cái tâm đó, được tái tạo dựng nên mới. Cái này là cái chỗ khác biệt. Mới hoàn toàn, nó vô tội, thánh khiết hoàn toàn. Kinh thánh chép: ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến cho các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ vâng giữ mạng lệnh ta và làm theo. Ê-xê-chiên chương 36 câu 27 hay sao? Anh em thấy không? Khác hoàn toàn. Cái này là những người thế tục mơ không được, những người tu tập ở các tôn giáo khác mơ cũng không có. Làm sao mà mình tự tái tạo mình được, ngoại trừ khi đấng tạo hóa tái tạo mình. Cho nên Đức Chúa Trời đã bởi của lễ của Chúa Giêsu đã tái tạo dựng chúng ta và ban cho chúng ta một thần mới, thánh khiết, trong sạch, minh mẫn, trí huệ, khôn ngoan. Cho nên nói về phương pháp dưỡng tâm đó, thì tôi và bạn cho em là những người tin Chúa Giêsu có một khởi đầu hết sức thuận lợi. Amen anh chị em. Thuận lợi vô cùng, rất thuận lợi. Thuận lợi vô cùng luôn. Có một lần nọ, hồi tôi còn nhỏ đó, lúc tôi hình như 10 tuổi hay 12 tuổi gì đó, tôi cũng rất là thích mấy cái tôn giáo lắm anh chị em. Hồi đó là tôi thích mấy cái huyền bí á. Hồi nhỏ tôi đã thích mấy cái đó rồi. Mấy ông thầy bùa thì biết đâu là tôi hay ngồi dòm. Mỗi lần ông lên bùa rồi là tôi ngồi cả đêm tôi coi các ông tập múa. Anh có một lần tôi đi vô cái chùa kia, thì mấy anh tôi dẫn đi, thì tôi vô đó tôi thăm. Thì tôi gặp một cái ông thầy chùa già lắm, chắc là khoảng 80 rồi, già lắm. Ông tu trong chùa đó, mà thời đó thì hình như là người ta tu rất là thật, giờ tu giả nhiều lắm. Hồi đó tu thật nha anh chị em, tu mà ăn chay rồi đi chân đất rồi các thứ, chứ không, bây giờ thì tu ăn thịt gà không à. Hồi đó tu thật lắm, rất là kiêng khem các thứ. Thế xong đó tôi mới vô tôi thăm ổng. Tôi hỏi: sư ông ơi, tôi hỏi thật ông nha, ông tu đến giờ này, ông có nghĩ rằng ông đã đắc đạo rồi không? Hồi đó tôi hay quan tâm đến đó, ông đắc đạo không? Thì ông nói không. Ông nói với các anh tôi và tôi ngồi đó nữa, ông nói: thưa các vị, tôi không biết. Tôi nói thật là tôi không biết đến giờ này là tôi đắc đạo hay chưa. Không biết. Đó là nói chân thành, không biết. Cho nên những người ở các tôn giáo khác đó, họ dưỡng tâm, nhưng họ không biết rằng là họ đã dưỡng được chưa. Không biết. Hoàn toàn tới đâu hay tới đó. Còn tôi nói với anh chị em mình, tất cả chúng ta đã được Đức Chúa Trời tạo cho một cái tâm mới, thánh khiết hoàn toàn. Từ lúc ban đầu chúng ta đã biết chắc rằng mình có một cái tâm đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là chỗ khác biệt anh chị em. Đó là chỗ khác biệt.
Cho nên ở trong Roma chương 8 câu 15 chép như thế này: thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Thần của tôi và bạn cho em là con nuôi của Đức Chúa Trời, là thần ra từ Đức Chúa Trời, là cái tâm ra trực tiếp từ Đức Chúa Trời, và được gọi là con nuôi của Chúa. Và điều này được khẳng định một lần nữa bởi bức thư gửi Timôthê của sứ đồ Phaolô: vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, các tình yêu thương và dè dặt. Anh em thấy chưa? Cho nên tóm lại ở chỗ này đó, khi nói về phương pháp dưỡng tâm để cuộc sống chúng ta được an lạc, vui mừng, thành công đó, thì tôi và ông bà anh chị em có một khởi đầu hết sức thuận lợi. Và tất cả những điều đó do đâu mà có nè? Do sự cứu chuộc mầu nhiệm qua cứu Chúa Giê-xu của chúng ta. Không có cứu Chúa Giê-xu, tất cả kết thúc. Không có cứu Chúa Giê-xu, tất cả đều phải tự bơi trong cái ao thế tục này. Tất cả phải tự bơi. Ai mạnh thì ngồi lên, ai yếu thì chết chìm. Mà nói thiệt cũng chả có ai mạnh cả. Tất cả đều bơi ngập lặn trong cái ao thế tục này. Tham sân si tiêu diệt chúng ta. Cuộc đời này tiêu diệt chúng ta. Bệnh tật tiêu diệt chúng ta. Tranh cạnh chiến tranh tiêu diệt chúng ta. Mọi thứ, hầu như mọi nguồn lực của đời này là muốn tiêu diệt sự sống của con người. Anh em có thấy điều đó không? Cho nên muốn ngồi lên rất khó. Nhưng nhờ cứu Chúa Giê-xu, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, bởi sự trả giá đã làm xong của Ngài trên thập tự giá, chúng ta đã đồng chết với Ngài trong cái bản thể tội lỗi xấu xa. Và rồi khi Ngài phục sinh, chúng ta đã được phục sinh. Phục sinh với một đời mới. Phục sinh để sống với Đức Chúa Trời. Phục sinh để sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Phục sinh để có khả năng để có thể thờ phượng và kết nối với Đức Chúa Trời. Phục sinh để có thể bày tỏ ánh sáng cho thế giới tối tăm này. Anh em thấy khác hoàn toàn. Cho nên tôi đọc một câu kinh thánh để nhắc lại cái điều này, để chúng ta biết ơn Chúa trong Roma chương 6. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết của Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ cái chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy coi mình như chết cho tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Roma chương 6 câu 4 đến 11. Anh chị em thấy chưa? Khi Chúa Giê-xu chết, khi Chúa Giê-xu nói rằng lạy Cha, con giao linh hồn con trong tay Cha, và Ngài tắt hơi, thì tôi và ông bà anh chị em cũng đã tắt hơi. Tắt hơi trong Ngài. Khi tôi và bạn anh em chết, thì mọi điều ô uế, mọi điều của thế tục, mọi quyền lực của thế tục không thể ảnh hưởng chúng ta được nữa. Anh em tưởng tượng đấy, đó là điều siêu nhiên. Chúng ta suy nghĩ đấy, khi chúng ta còn sống đi lại này nè, thì tham sân si ganh ghét nó mới tác động được chúng ta, nó mới khiến cho chúng ta bước vào cái vòng xoáy của nó, và nó làm cho chúng ta bị ô uế, làm cho chúng ta bị điều những điều tồi tệ, để chúng ta sự chết đã đầy trọn rồi, tội lỗi đã đầy trọn rồi, thì nọc độc của nó sinh ra sự chết để ảnh hưởng những người xung quanh. Nhưng khi chúng ta thực sự chết rồi, thì chúng ta ngắt kết nối với thế giới này. Tôi và bạn chị em thực sự đã ngắt kết nối với thế gian này, theo nghĩa là thế giới tối tăm. Nhưng Chúa Giê-xu không phải chỉ làm đến đó. Đức Chúa Trời Cha còn làm một điều diệu kỳ hơn để cho chúng ta hiểu chỗ này. Đó là sau khi tôi, ông bạn chị em và Chúa Giê-xu cùng chết, thì Chúa Giê-xu được Đức Chúa Cha làm cho phục sinh, sống lại một đời mới, sống lại một cách đầy vinh hiển và quyền năng. Và tôi và bạn chị em là những người tin nhận Ngài, lúc đó cũng được phục sinh. Tôi và bạn chị em sống lại cùng Ngài. Và cái thần nào để sống lại? Sống lại phải có thần chứ. Vì thần làm cho sống,
hồn lành cho sống, đúng không? Thì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một thần mới, một hồn mới, ban cho chúng ta một tâm thần mới mẻ hoàn toàn, để cho chúng ta trở thành con nuôi của Ngài. Và Kinh Thánh gọi chúng ta là con cái được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Đó đó anh chị em, tất cả là nhờ Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài chết vì chúng ta, Ngài phục sinh vì chúng ta, Ngài sống lại vì chúng ta, và rồi Ngài sẽ tái lâm vì chúng ta. Tôi nói những điều này cho tất cả những ai chưa biết Chúa Giêsu, chưa biết được sự mầu nhiệm trong Chúa Giêsu, chưa biết được một cái món quà vô giá của Chúa Giêsu, thì hôm nay hãy đến để dâng cuộc đời mình cho Ngài. Anh chị em sẽ tìm thấy được ở trong Ngài một cuộc sống mới hoàn toàn, một phương pháp dưỡng tâm mới hoàn toàn mà các tôn giáo thế tục không thể có. Không thể có được anh chị em. Vì vậy đó, sự dưỡng tâm trong Chúa không bao hàm ý nghĩa là tu luyện, khổ luyện tâm tánh như các tôn giáo khác. Đã là không đâu anh chị em. Mà sự dưỡng tâm trong Chúa có ý nói về việc giữ gìn, xây dựng và phát triển cái tâm mới, tâm thiện mà Đức Chúa Trời đã vừa ban cho chúng ta. Anh em hãy nhớ lẽ thật này nha. Nó khác hoàn toàn, nó khác về bản chất. Tôi nhắc lại, tất cả các tôn giáo khác, các triết lý khác, các đạo giáo khác, người ta dưỡng tâm bằng cách tu luyện, khổ luyện tâm tánh. Họ phải ăn chay, họ phải kiêng khem, họ phải vô núi và ngồi nhìn trong vách đá 9 năm trời, đến nỗi là quỳ lạy, đến nỗi là hòn đá nó thủng xuống. Nhưng mà chúng ta khác hoàn toàn. Chúng ta khi nói về dưỡng tâm, chúng ta đang nói về việc gì? Giữ gìn, phát triển và xây dựng cái tâm mới mà Đức Chúa Trời, cái tâm thiện mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Hai cái khác nhau. Cho nên một người mới tin Chúa cũng có thể phát ra những cái điều siêu nhiên cực kỳ mà nhiều những con người thế tục khác phải luyện tập hàng bao nhiêu năm trời cũng chưa chắc có. Một người mới tin Chúa Giêsu cũng có thể cầu nguyện một lời cầu nguyện đầy dẫy sự siêu năng lực từ trời qua lời cầu nguyện của họ, mà những người khác học cả đời cũng không. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của họ là tâm mới từ Đức Chúa Trời. Năng lực từ trong họ là năng lực từ Chúa. Vì vậy thưa anh chị em, buổi sáng nay tôi trình bày cho anh chị em 4 bước hay là 4 cách để chúng ta tu dưỡng tâm linh mình hàng ngày. Hỏi ngày tôi cũng thực hiện những điều này và tôi muốn chia sẻ cho anh chị em. Đó. Nếu chúng ta không chú ý giữ gìn và phát triển thì nó đứng yên tại chỗ, dậm chân tại chỗ. Nếu chúng ta không chú ý giữ gìn và phát triển cái tâm mới mà Đức Chúa Trời ban cho mình thì chúng ta dù có tin Chúa 30 năm, đời sống tâm linh mình vẫn như cũ. 30 năm sau thì mình vẫn như mới tin Chúa ngày nào. Rất ngây thơ, rất non nớt. Và Đức Chúa Trời đâu có muốn chúng ta như vậy. Đức Chúa Trời thậm chí trong thơ Hebrew chương 5 còn trách móc chúng ta, trách móc những người lười biếng, không chịu dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt lành dữ. Trách móc những người cứ dậm chân tại chỗ trong đời sống của mình, không phát triển gì cả, không kết nối, không hiểu biết Ngài thêm, không nảy sinh ra những bông trái lành trong đời sống của mình. Chúa trách móc những người đó. Cho nên anh chị em hãy chú ý, hết sức chú ý trên đời sống tâm linh của mình, để ngày sau khi Chúa Giêsu tái lâm, Ngài khen chúng ta là những đầy tớ trung tín, chứ không phải nói hỏi đầy tớ biến nhát kia. Rất là nguy hiểm anh chị em ha. Rất là nguy hiểm đó. Cho nên điều thứ nhất đó tôi muốn nói anh chị em nè, trong phương pháp dưỡng tâm của người tin Chúa nè, tôi gọi nó là gì? Phải tẩy rửa liên tục và kịp thời. Đó là cái đầu tiên. Cái này không có tìm thấy ở bất kỳ một tài liệu tôn giáo nào. Tại sao? Tại vì sự tẩy rửa liên tục và kịp thời chỉ có trong Chúa Giêsu thôi. Bởi vì chỉ có Chúa mới đổ huyết cho chúng ta thôi. Và Kinh Thánh chép rằng mọi tội lỗi chỉ được rửa sạch bởi huyết. Không có huyết không có sự tha thứ. Không có huyết không có sự tẩy rửa. Đây là lẽ thật cực kỳ quan trọng anh chị em ha. Rất quan trọng. Nếu chúng ta không tẩy rửa liên tục và kịp thời, tâm chúng ta bị ô uế, tâm chúng ta bị lu mờ, tâm chúng ta bị xâm hại, tâm chúng ta sẽ bị gì? Rất nhiều những điều rắc rến bên trong. Giống như cái nhà lâu ngày anh chị em đi,
dù là khách sạn 5 sao hay là 3 sao hay là 4 sao gì đó, hay là ngàn sao gì đó, anh chị em vào ở. Nhưng mà nếu anh chị em không dọn dẹp nó, không lau chùi nó, thì mấy tháng sau anh chị em sẽ thấy điều gì ở đó? Rác rến, bụi bặm, hôi hám nữa là khác. Cho dù khởi đầu nó rất là đẹp, cho dù khi anh chị em mới tin Chúa, anh chị em được tha thứ tội lỗi, lòng anh chị em vui mừng, bình an, nhảy múa, nhưng mà nếu anh chị em không tẩy rửa liên tục và kịp thời, một thời gian sau bất an đến, buồn rầu lại đến, và anh chị em bắt đầu nói: ô, sao giờ mình lại trở về như người thế gian nhỉ? Hỡn tí là nóng giận, hỡn tí là văn tục. Mà anh em nghĩ chắc hai mình chưa được tái sanh nhỉ, đúng không? Rất nhiều tín đồ hỏi thôi: mục sư ơi, con tái sanh chưa vậy? Nhưng mà họ không hiểu được rằng tôi nói với anh chị em là khi anh chị em tin Chúa Giêsu thì anh em tái sanh rồi. Đó là đức tin, đó là điều mà anh chị em không phải quan tâm. Vì lời hứa của Chúa rằng nếu anh em thành thật tin Chúa thì anh em đã được tái sanh, sự vui mừng bình an chắc chắn sẽ đến. Nhưng vấn đề là giữ nó mới là điều quan trọng. Giữ mới là điều quan trọng. Cho nên nhiều khi chúng ta bỏ qua cái điều này, chúng ta không biết giữ, chúng ta không biết giữ gìn phát triển, cho nên rồi những sự khác nó xâm nhập vào, nó làm cho ngọn đèn chúng ta lu mờ đi, rồi chúng ta chợt thấy mình quá tồi tệ, và mình bắt đầu nghi ngờ sự cứu rỗi của Chúa. Mình nghi ngờ, rồi bắt đầu thậm chí còn nói: mục sư cầu nguyện đủ quỷ cho con cái. Chắc là cũng quỷ đây chứ, nó đang trói buộc cái gì đó. Thật ra cũng chưa chắc đâu anh em, cái gì mình cũng đổ cho quỷ hết trơn. Nhưng quỷ thật sự chỉ là cái bước sau thôi. Cái bước đầu tiên của quỷ đó là nó ném rác rến vào con người chúng ta trước, chứ không phải tự nhiên nó nhảy cái đùng vô cái nó ngồi trong đó đâu, làm gì cái chuyện đó. Nếu nó nhảy cái đùng vô thì tất cả anh chị em con người chết sạch hết rồi, không ai sống hết. Nó không nhảy được, quỷ nó không thể tự động nó vô một con người đâu. Nó muốn ảnh hưởng một con người thì nó ném rác rến vào, nó ném cay đắng, giận hờn, không tha thứ, gian tham, gian dâm, dâm dục, ô uế, suy nghĩ bất khiết vô, ném vô. Rồi mình không để ý, mình nhận, 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 không tẩy, không rửa, không gì cả, cứ nhận. Một hồi cái nhà mình như cái chuồng lợn. Cái nhà là ý nói cái con người mình á, như cái chuồng lợn. Thì quỷ nó nói đây mới là môi trường của ta sống đây. Tại vì quỷ nó không sống chỗ sạch sẽ được, nó phải sống chỗ chuồng heo, chuồng bò, sống chỗ đó. Thì nó thấy vô giấy rồi là nó kéo cả nhà dòng họ nó vô, nó ở. Và chúng ta trở nên cực kỳ đau đớn, mình nghi ngờ đủ thứ, và đời sống mình bị tàn. Anh chị em ơi, tẩy rửa kịp thời và liên tục là như thế nào đây? Tôi đọc anh em nghe một câu kinh thánh, rồi từ câu kinh thánh này anh chị em hãy áp dụng cho bản thân mình nha. Câu kinh thánh đó được chép ở trong Giăng Nhất chương 1 câu 7 đến câu 9 đây. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công minh để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Anh chị em thấy chưa? Đây là câu kinh thánh nền tảng cho cái vấn đề tẩy rửa liên tục đời sống tâm linh của mình. Nghĩa là gì đây? Đức Chúa Trời muốn tôi và bạn cho em liên tục bước đi trong sự sáng với Ngài, liên tục, đừng có sự tối tăm, đúng không ạ? Để chúng ta với Ngài được giao thông với nhau, để Ngài nói chúng ta nghe, mà chúng ta nói Ngài cũng nghe. Những gì Ngài muốn truyền đạt thì Ngài truyền đạt một cách hanh thông, không có gì ngăn trở, gọi là sự sáng mà, à, đúng chưa? Nhưng điều gì khiến cho chúng ta đi trong tối tăm, tội lỗi? Ngay khi chúng ta đang đi với Chúa như thế này, tự nhiên chúng ta gặp phải một sự xung đột nào đó, một sự vấp phạm nào đó, và lòng chúng ta bắt đầu bị vấp phạm. Chúng ta thấy ghét ai đó, hận thù ai đó, nghi ngờ ai đó, giận hờn ai đó, và chúng ta thấy đường đi của mình bắt đầu xám xám, mờ mờ ảo ảo, đúng không? Thường là như thế. Lòng bắt đầu hơi bất an, lời cầu nguyện bắt đầu thiếu quyền năng, cầu nguyện bắt đầu giống như là nói vô bức tường, không thấy ngọt ngào như xưa nữa. Nhưng nếu chúng ta là những tín hữu non kinh nghiệm thì chúng ta nói thôi kệ nó,
ôi chắc hôm nay là tâm trạng mình không tốt quá mà, để ngày mai tâm trạng nó tốt và chắc cầu nguyện hay hơn. Rồi chúng ta lại cố gắng nhảy múa hallelujah, hát hò đến hội thánh, nhảy múa đùng đùng, nhưng về nhà thì vẫn nguội lạnh. Nhưng mà nếu thực sự chúng ta là người có kinh nghiệm thì chúng ta phải áp dụng phương pháp gì? Tẩy rửa kịp thời. Anh em biết không, Đức Chúa Trời đặt trong chúng ta một lương tâm. Và lương tâm tôi gọi nó giống như cái radar vậy đó. Radar mà phát hiện sớm á, anh em biết trong kỹ thuật quân sự không? À, ngày hôm nay nó có cái radar đúng không? À, nó luôn luôn nó ra này. Tất cả những tên lửa nào bắn vô là nó phát hiện liền. Tên lửa bắn vô là nó phát hiện ngay, để nó bắn một mũi tên khác để diệt trừ cái tên lửa đó. Nếu nó không phát hiện sớm như thế thì cả thành phố tan hoang. Đức Chúa Trời đặt trong chúng ta một cái lương tâm giống như cái radar, để nó cảnh báo cho chúng ta những mối nguy hại có thể làm hại tấm lòng của mình. Anh em vừa nói dối một cái, lương tâm anh em nói à, không được nha. Nó nói. Anh em vừa ghét ai cái, lương tâm anh em nói cái này là Chúa không đẹp lòng. Anh em vừa cay đắng ai cái, nó nói không được nha, phải tha thứ đi. Nó cảnh báo. Nhưng nếu anh chị em mình bỏ qua sự cảnh báo đó thì nguy hiểm vô cùng. Giống như radar nó cảnh báo rồi mà lính thì vẫn sao? Rút ổ cắm ngủ luôn. Anh em nghĩ đây, ngày hôm nay có một số người rút ổ cắm. Đó mà rút ổ cắm. Thấy cái máy này cứ chuông báo động phiền quá, rút ổ cắm để ngủ. Thế này mai là ngủ luôn với âm phủ luôn. Nó giống như cuộc sống chúng ta. Lương tâm chúng ta cảnh báo chúng ta, mà nếu chúng ta không kịp thời dừng lại để ăn năn, để tẩy rửa, để nói với Chúa rằng Chúa ơi con có lỗi rồi Chúa, xin huyết ngài tẩy con. Nếu anh em không nói ngay điều đó thì nọc độc đã bước vào. Anh em hiểu ý không ạ? Nọc độc bước vào và nó tan phá cái tâm của anh chị. Nó âm thầm, nó gây bệnh cho cái tâm của anh chị mà anh chị em không biết. Rồi một ngày nọ anh chị em nghĩ rằng ôi sao đời sống tâm linh của mình càng ngày càng đi xuống. Không phải đâu. Đó là do nọc độc từ ngày xưa mà anh chị em không chịu tẩy rửa bởi huyết Giê-xu. Cho nên tôi nói phương pháp đầu tiên đó là tẩy rửa liên tục và kịp thời. Khi chúng ta bước đi trong thế giới đầy sự vấp phạm này, tôi và bạn chị em chắc chắn sẽ có lúc bị cám dỗ, sẽ có lúc bị tấn công, sẽ có lúc vô tình hay hữu ý chúng ta vấp phải những điều mà Chúa không đẹp lòng. Thậm chí vua David còn nói với Chúa rằng lạy Chúa hãy tha cho con những tội con không biết nữa cả. Ông nói kỹ vậy đó. Cho nên một lần tôi đọc quyển sách của ông Kenneth Hagin, ông nói về điều này. Ông nói kinh nghiệm của ông ấy là ông lập tức ăn năn. Dù ông đang đi trên đường ông cũng ăn năn, dù đang làm việc ông cũng phải ăn năn. Có một lần ông nói ông đang lái xe và Đức Thánh Linh cáo trách ông một điều mà ông làm sai. Ông nói là ngay lập tức ông dừng xe vô lề để ông cầu nguyện ăn năn tội và rửa sạch trước mặt Chúa, không đợi về nhà nha anh chị em. Vì khi chúng ta cứ lần lửa, cứ đợi, chúng ta sẽ quên. Khi chúng ta quên rồi, nhưng mà nọc độc thì nó không quên, nó vẫn phát huy tác dụng trong tâm của mình, nó vẫn âm thầm tàn phá tâm của mình, nó vẫn âm thầm làm cho chất lượng đời sống tâm linh mình giảm xuống mà mình không biết. Một tội lỗi anh chị em phạm ngày hôm nay anh chị em quên, ngày mai anh chị em có thể bình an để sống vì lương tâm anh em nó không còn cảnh báo nữa. Nó nói à, thằng chủ nhân này nó bỏ qua rồi, thôi tao không cảnh báo nữa. Và mình nghĩ mọi thứ ổn rồi. Mình nghĩ là mọi sự ổn nhưng không ổn. Không ổn chút nào. Cái tội đó vẫn đang âm thầm gieo chất độc và hạt giống của nó trong lòng anh em. Cái hạt giống xấu đó vẫn âm thầm bên trong lòng anh em. Và nó mọc ngày nào anh chị em không có biết. Không biết đâu. Không biết. Nó sẽ mọc ngày nào đó. Tháng sau nó mọc, năm sau nó mọc, tuần sau nó mọc. Anh em không biết. Lúc nó mọc ra rồi thì nhổ hơi khó. Cho nên tôi nói lại với anh chị em nè. Vậy hãy xưng tội cùng nhau, cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Hãy xưng tội cùng nhau, xưng tội mình ra trước mặt Chúa ngay lập tức, tức thời. Anh chị em nhé, đó là phương pháp đầu tiên. Phương pháp này không có nơi nào dạy chúng ta ngồi kinh thánh hết. Không có nơi nào hết đó. Tất cả những người thế tục, người ta cho mình là thánh thiện, là thánh nhân hết. À, nhất là những người tu tập, đúng không ạ? Mình là thánh hết.
không có tội gì cả. Không phải, tất cả chúng ta đều có những sự thiếu sót. Phương pháp thứ hai anh chị em, phương pháp thứ hai tôi gọi đó là dâm thấm liên tục trong sự hiện diện của Chúa, để thẩm thấu thần tánh của Chúa bởi Đức Thánh Linh. Anh em ghi nhớ ha. Mình dưỡng cái tâm mình bằng cách đó, tức là mình dâm thấm liên tục trong sự hiện diện của Chúa, và mình bắt đầu hút lấy thần tánh của Ngài, thẩm thấu thần tánh của Ngài, và mình biến hóa giống Chúa bởi Đức Thánh Linh. Đó đó anh chị em, nó lạ lắm. Chứ không phải là mình khổ, mình tu, mình tập gì đâu. Không phải đâu, mình nhận từ Chúa. Anh em muốn tốt không? Hãy nhận cái tốt từ Chúa. Anh em muốn không ngon không? Hãy nhận cái không ngon từ Chúa. Anh em muốn có tri thức, trí tuệ không? Hãy nhận tri thức và trí tuệ từ Chúa. Anh em muốn có sức khỏe không? Hãy nhận sức khỏe từ Chúa. Đấy là nguyên tắc bất di bất dịch. Bắt đầu anh chị em nghe câu kinh thánh nha. Vả Chúa tức là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Anh em thấy chưa? Mình ngắm nhìn Ngài, mình dầm thấm mình trong Ngài, thì mình gì? Giống Ngài, ảnh hưởng bởi Ngài, hóa lên như Ngài, biến hóa trở nên giống như Ngài. Cho nên trong kinh nghiệm cá nhân anh chị em, tôi thấy đó, mỗi lần mà mình dành thời giờ mình ở yêu với Chúa đó, tức là mình dầm thấm trong tình yêu, trong sự hiện diện của Ngài, mình thấy ai mình cũng yêu mến hết anh chị em. Không, nói thiệt á, dù có người xấu, người đẹp, người gì đi nữa, mình thấy ôi sao con người nó tuyệt vời quá, rất tuyệt vời. Con người là tạo vật bậc cao nhất của Đức Chúa Trời, và mình nhìn rất là đẹp đẽ, ai cũng thân thiện hết đó. Còn những thời gian mà mình lười, mình không chịu ở với Chúa đó, nói thiệt là thấy ai cũng phiền hà ghét, chả muốn cái tiếp xúc, đi chỗ khác chơi, mệt. Đấy, không, cái đó là mình phải nói thật, nó là như vậy đó. Cho nên nếu chúng ta là người ở gần Chúa, chúng ta sẽ có tâm tánh của Chúa, có tâm tánh của Chúa. Và cái tâm tánh của Chúa là tâm thiện, tâm tốt, tâm nhân từ, tâm bao dung. Cái tâm không tham, không sân, không si, không hận, giận, không hờn, không ghét. Đó là tâm của Chúa. Cái đó con người tội lỗi không có được, không thể nào có được, mà chúng ta cần phải nhận từ Chúa. Anh chị em nhớ cái câu cầu nguyện mà ông T.B. Joshua, ông hay dạy các tín hữu toàn thế giới để suy ngẫm á. Ông dạy câu gì anh chị em biết? Hãy cắt bỏ con nhiều và cho con Chúa. Đó đó anh chị em. Cho con Chúa sự tốt của Ngài, cho con Chúa lòng tử tế của Ngài, cho con Chúa ơi lòng thành thật của Ngài, cho con nhiều hơn Chúa ơi lòng nhân từ của Ngài. Và mình cứ cầu nguyện suy ngẫm như vậy, dâm thấm như vậy ở trong sự hiện diện của Chúa, thì ngày qua ngày tâm anh chị em được biến hóa trở nên giống như tấm lòng của Chúa Giêsu. Anh em thấy Chúa Giêsu không? Chúa Giêsu khi chữa lành cho người nào thì Kinh Thánh có nói sao anh chị em? Ngài động lòng. Đôi khi tôi ở với Chúa tôi cầu nguyện cái đó anh chị em ạ. Tôi không nói giấu gì anh chị em đâu, tôi không có cái tấm lòng thương xót yêu thương. Thật sự không có tấm lòng đó. Tôi là một con người ngày xưa tôi sống rất là ích kỷ. Tôi chỉ muốn cho tôi thôi, tôi bình an ngủ là được rồi, còn anh kia cả muốn gì đó muốn, phiền hà gì. Nhưng mà khi đến với Chúa đó, khi phục vụ Chúa trong cái chức vụ này, tôi thấy mình thiếu. Tôi thấy mình thiếu. Nếu như tôi không có tấm lòng bao dung, không có tấm lòng hy sinh tận hiến, tôi không làm được chức vụ này, không làm được. Vì con người ai mà chả muốn an nhàn cho mình anh chị em, ai chả muốn. Nhưng mà tấm lòng của Chúa Giêsu thì Ngài lại muốn sự an nhàn cho người khác trước khi muốn an nhàn cho mình. Ngài muốn điều lợi cho người khác trước khi muốn điều lợi cho mình. Và tôi hay ở với Chúa và tôi cầu nguyện. Nhiều khi tôi rơi nước mắt trước Chúa, tôi nói Chúa ơi, cho con nhiều hơn tình yêu của Ngài. Chúa ơi, tấm lòng của Ngài hãy cho con, thì con mới có thể tiếp tục trong chức vụ này. Chúa ơi, hãy cho con lòng thương xót của Ngài, để con có sức mạnh để tiếp tục công việc này. Tôi cầu nguyện như vậy anh chị em. Và sức mạnh của Chúa đến, lòng thương xót của Chúa đến, sự bình an của Chúa đến. Và một ngày nọ tôi chợt phát hiện ra, tự nhiên mình vui vô cùng vui khi thấy một người được chữa lành. Mình vui vô cùng vui, thậm chí là nhảy mừng khoe đủ thứ người khi thấy một người được giải cứu khỏi ma quỷ. Khi thấy họ cười, họ nhảy, họ vui mừng, tự nhiên mình hạnh phúc.
Và tôi nói Chúa ơi, cái đấy không phải đến từ con, mà đến từ Chúa. Tấm lòng của Chúa phải được thẩm thấu qua chúng ta, thưa anh chị em. Phải thẩm thấu qua chúng ta. Nếu chúng ta muốn là trở thành một người có tấm lòng thiện lành như Chúa, thì chúng ta phải dành thời giờ dầm thấm liên tục trong sự hiện diện của Ngài và thẩm thấu thần tánh của Chúa. Cái điều đó rất là quan trọng, thưa ông bà anh chị em. Trong Côlôse chương 3 câu 16-17 chép thế này: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngon. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đây là phong cách của người dầm thấm trong Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa một cách tự nhiên, như người cha đến trước con, đến trước mặt cha, trong một bầu không khí thân mật yêu thương. Và chúng ta hãy thờ phượng, chúng ta hãy nói những điều tuyệt vời cho Chúa chúng ta. Hãy tôn cao danh của Ngài. Hãy làm những điều gì đó mà anh em cảm thấy rất tốt cho Chúa. Anh em biết không, cái nan đề của nhiều tín đồ ngày hôm nay đó, nó nằm ở chỗ này. Nan đề của nhiều tín đồ ngày hôm nay là chúng ta có đủ thời giờ cho mọi thứ mà không tìm được một, dù một tiếng đồng hồ ở trong phòng riêng với Đức Chúa Trời. Tôi thấy cái nan đề nó nằm ở chỗ đó đó. Chúng ta có thời giờ để lướt Facebook, chúng ta có thời gian để xem YouTube, chúng ta có thời giờ để đi uống trà sữa, chúng ta có thời giờ để ngồi uống gì đó, trà chanh vỉa hè, để tán gẫu đủ thứ hết. Nhưng mà bỏ mọi sự ra để vô trong phòng riêng đóng cửa lại với Chúa một tiếng đồng hồ, chúng ta không làm. Chúng ta ngồi đâu có 5 phút là bắt đầu nhấp nhổm, nhấp nha, nhấp nhổm, cứ cà giật, cứ muốn đứng dậy đi không? Anh em thử đi sẽ thấy. Thử đi, đó là sự thật đó. Sự thật nó là anh em ngồi yên 5 phút đi, bắt đầu là cái gì đó nó giật cái đầu mình, nó cứ lôi mình đi. Mày đi ra mày làm ở đây đi chứ. Mày đi ra mày check cái email Facebook đi, cho có người nhắn tin cho mày đó. Đó là nan đề của chúng ta. Đó là nan đề của thế giới hiện đại này. Nan đề tại sao mà lòng chúng ta tràn đầy sự xấu xa, bất an, sợ hãi, lo lắng, phiền muộn. Bởi vì chúng ta không để thời giờ để thẩm thấu những sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta bị hao hụt đi mỗi ngày mà chúng ta không biết. Chúng ta bị thế giới này nó cướp đi tất cả những sự tốt lành của mình, rồi nó đem những sự ô uế của nó đẩy vào lòng mình mà mình không biết. Mình tưởng là mình ok lắm, nhưng không phải đâu. Tôi nói lại, nếu chúng ta, kể cả tôi, ông bà anh chị em, dù là một tín đồ hay là một người làm chức vụ, mà không dành thời giờ để ở riêng và dầm thấm với Chúa, thì tất cả đều được sụp đổ từ bên trong. Sụp đổ từ bên trong. Không có cái gì đâu, tôi dám chắc luôn. Còn nếu có là chỉ hào nhón bên ngoài cho vui tí tí thôi. Đèn nhấp nháy, trống kèn đánh đùng đùng, còn bên trong chả có gì. Không có sự sống. Không có sự sống. Nếu chúng ta không ở với Chúa thì chúng ta không có sự sống để cung ứng cho người khác. Không có. Lấy đâu ra? Vì bản thân con người chúng ta có đâu. Chúng ta phải thẩm thấu từ Chúa. Chúng ta phải được nhận từ Chúa trước khi đi phục vụ người khác. Anh chị em thân mến ơi, đây là chỗ tôi thách thức anh chị em hãy áp dụng như thế này. Hãy hứa dâng một thời giờ cố định trong ngày cho việc thờ phượng Chúa một cách cá nhân. Hứa dâng đi. Anh em hứa dâng đi. Anh em hãy nói, Chúa ơi, con hứa dâng từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng cho Ngài. Anh em dám làm điều đó không? Tôi thách thức anh chị em. Anh em hứa dâng. Và khi anh em hứa dâng rồi đó, thì anh em vô phòng đóng cửa lại, khóa chốt một cái cạch rồi xong luôn. Ở đó cho đúng 7 giờ anh em mới bước ra. Được không anh chị em? Anh em amen đó nha. Amen là Chúa hiện diện ở đây đó nha. Chứ không phải nói amen ở đây xong rồi về nhà là trớt quớt là không được rồi nha. Đúng không? Ồ, cái điều này cực kỳ quan trọng. Rất quan trọng. Vô cùng quan trọng. Tôi nói thiệt với anh chị em, hứa dân tiền, dân bạc chưa chắc chưa vui bằng hứa dân thời giờ với Chúa. Không, đó là sự. Trong hội thánh cũng vậy. Một tín đồ hứa dân tiền, dân bạc, mục sư đừng có vui. Mà nếu họ hứa dâng cuộc đời họ để riêng tư với Chúa thì hãy vui. Đó mới là điều đem lại sự sống.
Còn hứa dâng tiền, dâng bạc là chỉ là dâng cái chuyện nhỏ thôi, dâng cái chuyện đời này thôi, dâng cái chuyện ngắn hạn thôi. Còn hứa dâng một đời sống riêng tư với Chúa là hứa dâng ở cõi đời đời. Đó mới là điều mà những người chăn chiên cần phải vui mừng. Cho nên nếu tất cả anh chị em ngồi đây buổi sáng hôm nay, anh chị em hứa dâng một thời giờ cố định cho việc thờ phượng Chúa, có thể đó là buổi sáng, buổi tối hoặc một thời gian nào đó trong ngày, nhưng mà phải là thời gian chất lượng, thì tôi nói thật à, sự phấn hưng không còn xa nữa đâu. Không xa đâu. Người ta cứ hô hào phấn hưng, phấn hưng. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, sự phấn hưng bắt đầu từ trong lòng của mỗi một chúng ta, trong đâu xa hết trơn. Tôi phấn hưng thì tôi sẽ phấn hưng người bên cạnh tôi. Anh em phấn hưng thì anh em sẽ phấn hưng trong gia đình anh chị em. Anh em phấn hưng tại hội thánh anh chị em. Anh em phấn hưng tại làng mạc anh chị em. Anh em gặp người nào cũng nói về Chúa Giêsu hết. Gặp người nào anh chị em cũng nóng như cục than thì họ sao nguội được. Phải đúng không? Cho nên sự phấn hưng nó bắt đầu từ trong lòng mỗi một chúng ta, khi chúng ta chốt cửa và dâm thấm mình với Chúa một cách riêng tư, thờ phượng với kinh thánh mở ra, với những bài hát mở ra, cầu nguyện liên tục ca ngợi Chúa, Chúa ơi đến thăm viếng con, đụng chạm tấm lòng con, đổ đầy con Chúa ơi, thần khôn ngoan mặc khải đến trên con Chúa ơi. Anh em ngồi cứ thờ phượng hết lòng với Chúa, một tiếng đồng hồ thôi anh em bước ra sáng như mặt trời đứng giữa trưa luôn. Chắc chắn tôi kinh nghiệm cái này rất là nhiều lần trong cuộc đời chức vụ của mình. Tại sao tôi có sức để mà phục vụ anh chị em? Không phải vì mình luyện công hay gì đâu, không có đâu, hay là uống thuốc bổ gì, không phải. Nhiều người cũng cho tôi thuốc bổ lắm, nhưng mà tôi ít uống lắm. Chả thuốc bổ gì bổ được. Cái sức mà chúng ta có là cái sức khi chúng ta ở riêng với Đức Chúa Trời. Đó đó anh chị em, bí quyết là chỗ đó thôi, không có gì khác đâu. Mỗi buổi sáng, cứ 3 giờ sáng thức dậy. 3 giờ sáng là cái giờ mà ai cũng ngủ say đúng không? Không gian xung quanh thì yên tĩnh không? Yên tĩnh. Ai quấy rầy mình không? Không. Lúc đó mình thức dậy với Chúa. Mà muốn thức dậy 3 giờ sáng á, thì đừng ngủ lúc 1 giờ đêm. 1 giờ đêm còn ngồi bấm Facebook cái này, 3 giờ sáng mà thức dậy thì thức được 2 hôm à, mặt mày xanh lét liền. Muốn thức 3 giờ sáng á, 8 giờ 9 giờ đi ngủ đi. Tôi nói cho em là anh em thức dậy sớm á, ngày anh em dài hơn, anh em làm việc nhiều hơn, hiệu quả hơn. Thay vì anh em ngủ muộn, anh em tưởng rằng mình sẽ làm thêm việc này việc nào, không có đâu, tất cả đều kém chất lượng. Tôi khuyên các tín đồ, hãy tập làm người của Đức Chúa Trời đi, là ngủ sớm dậy sớm với Đức Chúa Trời. Amen ạ. Đó là người của Đức Chúa Trời. Tôi chưa thấy một người của Đức Chúa Trời nào trong Kinh Thánh mà ngủ đến trưa đứng bóng mới thức dậy cả. Đúng không? Chưa thấy đó. Chúa Giêsu tờ mờ sáng để đi vào chỗ vắng vẻ để cầu nguyện riêng với cha mình, đúng không anh chị em? Đó. Làm sao mà mình có thể sống khác hơn Chúa mình được. Cho nên chị em ơi, chất lượng có nghĩa là có giá trị, thời gian có giá trị. Và anh em hãy ưu tiên cho việc ở riêng cùng với Chúa, với Kinh Thánh và tấm lòng ham thích sự hiện diện của Ngài. Hãy tập nắng ná lại bên Chúa để hút lấy sự ấm áp của Ngài. Anh em hiểu cái chỗ này không ạ? Nắng ná, tôi thích vậy đó. Ví dụ như tôi nói Chúa ơi, 8 giờ con phải làm việc này, nhưng mà đôi khi á, tôi nắng ná lại đến 8 giờ 10 với Chúa. Chứ đừng có nói với Chúa 8 giờ cũng đứng dậy nha Chúa, kết thúc là 8 giờ cái rập cái đứng dậy. Đừng, hãy nắng ná. Cái nắng ná này nó giống y như cái người mà trong mùa đông mà sưởi cái bếp lửa, anh chị em biết không ạ? Mình cứ dày dày xung quanh bếp lửa, ấm không? Rất là thích. Cái người mà mùa đông lạnh lẽo mà cứ ở bên bếp lửa thì tôi đảm bảo cái người đó không muốn đứng dậy đi. Không muốn đứng dậy đi, bởi vì bếp lửa nó quá ấm đi, nó tạo cho mình một cảm giác thoải mái quá đi. Và người đó cứ nắng ná bên cạnh không muốn đi. Tôi muốn anh chị em có tấm lòng đó với Chúa khi ở trong sự hiện diện của Ngài. Chúng ta cứ phải nắng ná bên Ngài. Chúa ơi, con thích sự hiện diện của Ngài, con muốn thích nói chuyện tiếp với Ngài, con muốn thích hát cho Ngài, đọc tiếp lời Chúa cho Ngài, nghe và suy ngẫm một vài tiếp một vài câu kinh thánh. Cái khả năng nắng ná này nó khiến cho anh em càng hấp thu được những thần tánh yêu thương của Chúa trong tấm lòng của mình, và mình trở nên người thiện chiến ở trong thế giới thuộc linh. Càng gần Chúa nó nhiều ích lợi lắm anh chị em.
rất nhiều việc làm. Đấy, sắp tới thì tôi sẽ phát hành cái xe quyển sách sách nói á, sắp xong rồi, còn vài chương nữa thôi thì tôi sẽ post lên, anh chị em nhớ theo dõi sách nói để nghe nha. Quyển sách này có tựa đề là Cách dầm thấm trong Đức Thánh Linh, rất là rõ ràng chi tiết từ chương 1 đến chương cuối. Anh chị em hãy nghe quyển sách này và học theo. Tôi nói rằng đời sống tâm linh anh chị em sẽ nâng lên một tầm cao mới với Chúa. Cảm ơn ạ. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Wow. Đây là một điều mà hội thánh ngày hôm nay đã đánh mất. Hội thánh ngày hôm nay chỉ thích cái hào nhoáng bên ngoài, thích cái ồn ào bên ngoài, mà thiếu đi một cái đời sống nội tâm sâu lắng với Chúa. Nó nằm ở chỗ đó đó anh chị em. Mình, mỗi một chúng ta phải xây dựng một đời sống nội tâm sâu lắng cá nhân với Chúa. Trước khi mình đứng lên, mình trình diễn trước đám đông, mình phát biểu trước đám đông, mình phục vụ đám đông, thì anh em phải có hàng giờ, hàng ngày ở chỗ kín nhiệm với Đức Chúa Trời. Đây là cách của chúng ta, cách của các giáo phụ ngày xưa. Tôi đã đọc những lịch sử Kinh Thánh, có những người, những vị sứ đồ, những vị giáo sĩ, những vị truyền giáo, những vị đầy ơn của Chúa, họ đã ở riêng với Chúa rất là nhiều, và họ đầy những cái bản chất của Chúa để bày tỏ cho người. Men chèm, đó là phương pháp thứ hai. Phương pháp thứ ba để chúng ta dưỡng tâm là gì? Tôi gọi là gì? Hãy ngăn chặn kẻ xấu xâm nhập phá hoại thân tâm của mình bằng cách thanh lọc tư tưởng và phương tiện nghe nhìn một cách liên tục. Tôi nhắc lại nha. Đó là ngăn chặn kẻ xấu xâm nhập phá hoại thân tâm của mình bằng cách thanh lọc tư tưởng và phương tiện nghe nhìn một cách liên tục. Đó anh chị, tôi đọc mấy câu Kinh Thánh để làm cái chủ đề này. Trong Philip chương 4 câu 6 đến câu 7 câu 8 chép này, chớ có lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 8, rốt lại hỏi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Anh em thấy chưa? Như vậy qua ba câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy cái sự thanh lọc không ạ? Thanh lọc. Chúa muốn anh chị em đừng lo lắng, Chúa muốn lòng anh em phải bình an liên tục. Tấm lòng bình an là tấm lòng có Đức Chúa Trời. Tấm lòng lo lắng là tấm lòng bị ma quỷ tác động. Chúa tạo ra thế giới này nó tuyệt vời lắm, nó đầy đủ lắm, nó hoàn hảo lắm, con người không có cái gì phải lo hết. Còn nếu mình lo đó, thì là có một kẻ nào đó nó nói bên lỗ tai là mày sắp chết rồi, bệnh viện nó trả mày về rồi, chuẩn bị đi, rồi mày sắp nợ nần, người ta chuẩn bị chặt tay chặt chân mày rồi, và lo. Rồi chưa hết, lo tương lai, lo đời cháu, đời chắc, đời chít, nó ăn gì, uống gì, mặc gì, đủ thứ lo. Tôi nói anh chị em, cái lo này không đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tạo ra thế giới này với những sự lo lắng. Ngài tạo thế giới này với sự bình an và chu cấp từ Ngài. Cho nên khi chúng ta để lòng mình lo lắng đó, thì lòng mình đã bị ô uế rồi. Chúa Giêsu há chẳng dạy sao anh chị em, người chớ có lòng lo lắng, ăn gì, uống gì, mặc gì, vì những sự đó dân ngoại phải tìm. Còn các ngươi trước hết hãy tìm sự công bình và nước Đức Chúa Trời đi, rồi Cha trên trời sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đấy. Chúng ta amen rất là to, mà đôi khi rất khó làm. Cứ lo thôi, phải không ạ? Ai chả amen. Hãy tìm nước trời và sự công chính, amen. Nhưng về nhà vẫn cứ lo, Chúa ơi con lo, không biết ngày mai phải làm gì. Đó là cái chỗ mà chúng ta đang thiếu hụt. Cho nên làm thế nào để chúng ta đừng lo? Tôi quay trở lại với cái thứ nhất, cái thứ hai tôi vừa chia sẻ. Chúng ta chỉ không thể lo khi lòng chúng ta đầy dẫy thánh linh của Đức Chúa Trời. Đó là siêu nhiên. Lòng bình an là lòng siêu nhiên. Chúng ta không thể tự cố lên dây cót cái đầu mình, đừng lo. Không cố được đâu, anh em đừng cố. Anh em cố nó sẽ là loạn thần đấy, mất ngủ đấy. Cho nên để mà chúng ta đừng lo, hãy dầm thấm mình trong Chúa.
Hãy làm đầy những sự bình an của Chúa. Hãy trình mọi nhu cầu mình cho Chúa và quên nó đi. Rồi chính sự siêu nhiên của Chúa đến và lòng chúng ta tự nhiên bình an. Bình an lạ lắm. Bình an không giải thích được. Đó là bình an từ Chúa. Và sao nữa anh chị em? Chúa nói rằng là gì? Phàm điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen, thì nghĩ đến. Nghĩa là mọi tư tưởng nó đến trên đầu mình phải lọc qua cái phễu này. Nó có cái phễu để lọc. Mình phải xem, à, cái điều mày vừa nói đó đáng khen không? Ba chào quà. Có tiếng tốt không? Ba chào quà. Có nhân đức không? Ba chào quà. Có chân thật không? Ba chào quà. Có thành có gọi là gì, thanh sạch không? Rồi giờ tí đi chỗ khác chờ. Đó, cái cách mình lọc là như thế, đúng không? Mình phải thanh lọc tư tưởng mình. Nhiều khi đôi khi chúng ta để cho tư tưởng mình như một con ngựa hoang vậy đó. Nó muốn chạy chỗ nào nó chạy, nó muốn đi chỗ nào đi, nó muốn đi xó xỉnh nào nó đi, thì rất nguy hiểm cho cái tâm. Anh em thử nghĩ, một trong những cái mà khó xích nhất là cái tư tưởng. Nghĩ lung tung lang thang đủ thứ hết. Nhưng Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng, mà phàm điều gì đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen, thì mới nghĩ đến. Còn những sự gì khác, những sự đó gì ta, cho đi chỗ khác. Chống lại, đừng cho nó thâm nhập vào tư tưởng của mình. Anh chị em thấy không ạ? Đấy là tư tưởng. Còn nghe nhìn nữa chứ. Nghe nhìn thì cái thời đại trước chúng ta đó nó ít, chứ còn ngày nay thì kinh dị quá. Tôi thấy đúng là kinh dị. Tôi đi trên máy bay, tôi đi trên phương tiện công cộng, tôi thấy có người thanh niên cứ vậy à, vừa đi cứ vậy, cái điện thoại cứ rớt cứ vậy. Tôi nói ôi sao như người máy, rất buồn cười. Lúc nào cũng cái điện thoại kìa. Hôm qua tôi đi lên, tôi quan sát một anh chàng. Một anh chàng, anh ngồi bên cạnh tôi, con mắt anh đeo mà nó cận lòi lên, cái kính mà nó dày như cái đít chai như thế này, mà cái điện thoại ảnh thì để trước mặt, nó sát con mắt này, mà anh mở TikTok TikTok gì đó mà nó sát vậy nè. Tôi ngồi tôi nói chú ơi, cái anh này sao kỳ cục vậy, anh cầm lôi như thế này mà anh cứ ngồi. Mà anh ngồi tôi đấy là gần một tiếng đồng hồ anh xem mấy cái đó không. Rồi đôi khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì dĩ nhiên là nó bắt khó lại cái, đôi khi vừa mới xuống hạ là mở ra tiếp tục đấy. Rồi chú ơi, cái thế giới này nó kỳ quá. Cho nên anh chị em ạ, chúng ta hãy cẩn thận với những gì mình xem và mình nghe. Bởi vì con mắt này với lỗ tai này, nó là cái cửa ngõ để đưa vào lòng mình những điều từ thế giới. Nó là cửa ngõ. Đúng không ạ? Cho nên trong Thi Thiên 119 câu 37 mới chép là: xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm cho tôi được sống trong đường lối Chúa. Anh em thấy không? Tác giả đã nói là xây tôi, xây khỏi đây, đừng để tôi xem những điều đó, đừng để tôi nhìn những điều đó, đừng để tôi nghe những điều đó, bởi vì nó hư không, nó làm hại tâm linh tôi, nó làm hại, làm ô uế tâm lòng tôi. Nhưng mà đôi khi hôm nay đó, tất cả anh em mình, đôi khi chúng ta quá chủ quan, chúng ta cho phép cái điện thoại mình nó thâm nhập vào lòng mình vì những điều gì mình xem. Anh em hãy thận trọng với cái điện thoại của mình. Nếu anh em sử dụng điện thoại của mình để liên lạc, ok, để đọc lời Chúa, tôi ok, để nghe những bài giảng thuộc linh có ích lợi, tôi ok. Nhưng nếu anh chị em xem, đem cái điện thoại của mình để nghe những cái thứ tạp nham của thế giới này, thì hãy coi chừng linh hồn của mình. Coi chừng anh chị em ạ. Tôi thấy nguy hiểm vô cùng. Tôi không phải là giảng bài giảng quá thái cực để nói rằng anh em phải vứt hết tất cả thứ đó, không. Chúng ta đang sống trong cái thời đại nào, chúng ta phải hòa mình vào thời đại đó. Nhưng Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để lọc lấy những điều tốt, loại bỏ những điều xấu. Amen chứ. Satan là cái kẻ thế. Satan là kẻ lợi dụng. Tôi tin rằng công nghệ thông tin thời đại 4.0, tự động AI, tất cả mọi thứ là trí tuệ đó đến từ đấng tối cao chứ không phải từ Satan. Nhưng Satan nó lợi dụng những cái đó để hành hại con người. Chúng ta phải biết mưu trước của nó. Chúng ta phải loại bỏ những điều gì ô uế, những điều gì xấu xa, những điều gì trói buộc, những điều gì hại hiếp đời sống chúng ta, và lọc lấy những điều gì tốt cho linh hồn của mình. Amen chứ. Đó là cách của chúng ta. Cho nên chúng em phải lọc những gì mình nghe, lọc những gì mình xem, lọc những gì mình nghĩ qua màn lọc của Đức Chúa Trời.
là lời của Chúa. Đó, Chúa há chẳng nói trong Giô-suê chương 1 câu 8 sao? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Wow, đây là phương pháp dưỡng tâm tôi nói là độc nhất vô nhị trên thế giới, không có nơi nào có. Bởi vì chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có phương tiện để suy ngẫm ngày và đêm, để rồi làm theo và kèm theo một lời hứa, phải nói là độc nhất, đó là chúng ta được phước và được may mắn. Còn gì bằng anh chị em? Cho nên vấn đề chúng ta thất bại là tại mình thôi, chứ không phải tại Chúa. Chúng ta bệnh là tại mình, phải tại Chúa. Chúng ta đau khổ là tại mình, chứ không phải tại Chúa. Vì Chúa chỉ cho chúng ta hết rõ, đúng không? Chúa chỉ cho chúng ta. Tôi nói là nếu mà anh em đọc Kinh Thánh á, anh em thử đọc từ sáng tới kiến Khải Huyền, tôi phải dám nói với anh em câu này nè: Chúa chỉ cho chúng ta từng chân tơ kẻ tóc làm thế nào để chúng ta sống tốt, không thiếu một cái gì cả. Từng mọi phương diện của cuộc sống, từ tài chánh, sức khỏe, gia đình, học hành, đối nhân xử thế, cách cư xử với mình, với người khác, với chồng, với vợ, với con cái, trong gia đình, ngoài xã hội, nơi công sở, Chúa chỉ không thiếu một cái gì. Còn thất bại là tại chúng ta, đúng không? Tại chúng ta thôi, trách ai nữa con người. Ôi oán ông trời quá, oán cái gì, Chúa chỉ hết trơn rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ mình bắt đầu thực hành là mình cầu nguyện theo lời Chúa một cách thiết thực. Để ứng dụng phương pháp này là cầu nguyện theo lời Chúa, tuyên bố lời Chúa cho mình với niềm tin xác quyết. Bằng cách ấy, cái tâm anh chị em bắt đầu hành động trên lời đó. Đó, rồi từ cái tâm tư mới được nuôi dưỡng này, nó sẽ dẫn anh chị em đến cái việc là anh em bắt đầu sống trên lời nha. Anh em phải, anh em không thể nào cầm cái quyển Kinh Thánh rồi bắt đầu tôi sẽ thực hành lời của Đức Chúa Trời, tôi sẽ yêu thương người khác, những người lân cận mình, ôi tôi sẽ làm việc lành này việc lành kia. Anh em không làm được đâu, không làm được chắc chắn luôn. Bởi vì luật pháp là thần linh và sự sống, con người xác thịt không làm được. Nhưng anh em phải bắt đầu bằng sự suy ngẫm. Anh em suy ngẫm, suy ngẫm, suy ngẫm. Khi anh em suy ngẫm lời ngài thì cái tâm anh em á, nó thực hành lời đó một cách vô hình. Cái tâm anh em bắt đầu nó hành động. Khi anh em nói hãy yêu người khác như chính mình, thì tình yêu Đức Chúa Trời bắt đầu tác động lòng anh chị em. Anh chị em cảm thấy bắt đầu mình loại bỏ dần những sự căm ghét hận thù bên trong, tẩy sạch mình dần dần. Anh em bắt đầu xuất hiện tình yêu. Và rồi một thời gian sau, khi cái tâm anh em đủ mạnh, đủ lớn, tự động nó thực hành lời của Đức Chúa Trời. Đó là cách. Chứ chúng ta không phải sống theo kiểu luật pháp như thời cựu ước, điều răn này, điều răn kia, điều răn nọ, điều răn nọ, không làm được đâu. Anh em làm 9 điều, điều thứ 10 sẽ không làm được, tất cả sụp đổ, phải không ạ? Đó. Hoặc là phương pháp mà chúng ta vừa nghe ở Kinh Thánh 10 phút đức tin cũng có chia sẻ, là anh em có thể chọn một đoạn Kinh Thánh mình thích, suy ngẫm trước khi đi ngủ. Suy ngẫm đó, và hãy biết đặt những câu hỏi và xin Chúa Thánh Linh giải đáp. Ồ, cái đó tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Và cuối cùng, phương pháp dưỡng tâm cuối cùng, đây là phát triển. Hồi nãy giờ tôi nói ba cái trước đó là gì? Giữ gìn, bảo vệ. Còn bây giờ cái cuối cùng là phát triển nó. Làm thế nào để mình cho nó lớn lên? Làm thế nào để làm cho nó mạnh lên? Kinh Thánh chép là gì? Chúng ta cần phải phát triển tâm thần mình bằng cách cầu nguyện hát và nói tiếng lạ càng nhiều càng tốt. Đây là điều không ai có, chỉ có người thế hệ mới chúng ta mới có thôi, chỉ người trong giao ước mới mới có thôi, không? Thế mà người ta nói tiếng lạ là bảo là tiếng lạ từ quỷ đến, không phải đâu, ta bằng lừa đấy. Tiếng lạ là từ Đức Thánh Linh ban cho. Vì Kinh Thánh chép rất là rõ ràng, vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời, bởi không ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời màu nhiệm. Kẻ nói tiếng lạ thì tự gây dựng chính mình. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 2 đến câu 4. Anh em đọc đi sẽ thấy. Đây là sự gây dựng siêu nhiên. Vì tâm thần mình không có thấy để mà gây dựng. Tâm thần mình không có cảm nhận để mà gây dựng. Tâm thần mình không có rờ được để mà uống nắng nó. Không. Chúng ta gây dựng tâm thần mình bằng cách cầu nguyện hát nói nhiều tiếng lạ càng tốt. Tôi đi trên đường tôi cũng nói tiếng lạ. Tôi ngồi giữa bãi biển tôi nói tiếng lạ. Mấy người đi ngang qua bên ông này nói tiếng gì? Nói tiếng lạ. Hiểu mượt.
quan trọng cái đó. Tôi cứ ngồi bãi biển cô nói gì trời. Tôi nói mà cái thời Covid nó cũng hay như vậy mà, đeo khẩu trang vào nói thoải mái. Hay cho nó, tôi thấy thời Covid này đó, tôi cứ đi ra đường tôi cứ khẩu trang này đấy, tôi làm giày nha anh chị em, tôi giày đúng không? Chả ai biết ông này nói gì đâu, đúng không? Rất là hay. Cho nên cái này nó cũng có ích lợi đó anh chị em, giữa bến xe, bến tàu, xe buýt rồi chỗ nào anh chị em cũng nói được, còn mình nói cái miệng không, nhìn anh nhìn cũng kỳ. Mà che miệng lại bắt đầu nói chú nghe. Cho nên tôi nói miết thôi, cứ có thời giờ là tôi nói, rảnh là tôi nói, không bao giờ tôi ngừng, cứ vậy đó. Oh glory to Jesus, cứ nói. Và tâm thần mình được xây dựng, con người mình trở nên mạnh mà mình không biết, tâm thần mình trở nên strong mà mình không biết, mạnh mẽ vô cùng mà mình không biết, bởi vì mình nói tiếng lạ quá nhiều. Sứ đồ Phao-lô nói tôi cảm ơn Chúa vì nói tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh chị em. Tại sao Phao-lô làm nhiều phép lạ dấu kỳ nữa? Vì ông nói tiếng lạ nhiều quá, đúng không? Cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, tại sao cái thằng Satan nó cứ xoáy vào cái chỗ nói tiếng lạ để nó chia rẽ hội thánh? Tôi cứ nằm tôi nghĩ quái gì, sao nó không nói cái khác mà cứ nói cái này nè? Vì nó biết tiếng lạ gây dựng con cái Đức Chúa Trời. Nó biết Satan rất khôn, rất khôn rồi anh chị. Nó biết nếu mà con cái Đức Chúa Trời tất cả đều nói tiếng lạ ngày đêm thì nó sẽ ngồi cô đơn nơi hỏa ngục, ngồi khóc một mình, bởi vì không có ai chơi với nó. Ai chơi nó đâu, vì tất cả bạn nói tiếng lạ hết rồi. Tất cả bạn nói tiếng lạ hết rồi, ai chơi với nó? Nó sẽ ngồi cô đơn nơi hỏa ngục. Cho nên nó tìm cách chia rẽ hệ phái này, hệ phái kia, giáo lý nọ, giáo lý kia, chỉ xoay vào cái chỗ là tiếng lạ anh không được nói. Tại sao không được nói? Vì Chúa Giê-xu nói rất rõ, kẻ nào tin ta sẽ dùng tiếng mới mà nói cơ mà. Chúa Giê-xu nói như vậy mà tại sao mình nói là không được nói tiếng lạ? Sứ đồ Phao-lô nói rất rõ rằng tôi mong anh em nói tiên tri, nhưng mà đừng ngăn cản chi và nói tiếng lạ cơ mà. Tại sao mình không nói tiếng lạ? Có đúng không? Cho nên thưa ông bà anh chị em, tôi ước ao tất cả anh chị em mình là những người nói tiếng lạ ngày đêm. Có lần anh chị em biết, có một lần thôi, có một lần tôi có cái kinh nghiệm này nè. Tôi thức dậy thấy mình đang nói tiếng lạ. Anh em không biết có ai có kinh nghiệm này chưa? Có lần tôi cầu nguyện, đi ngủ tôi cầu nguyện, rồi sau trong mơ tôi thấy tôi đủ quỷ. Cái thời mà tôi còn rất là mê ông TV Joshua mà tôi chưa đi được á, tôi nằm mơ tôi thấy tôi đủ quỷ cùng với ổng. Ấy, trong lòng tôi đuổi con quỷ kia mà nó không được. Sau tự nhiên trong mơ tôi thấy ông xuất hiện bên cạnh. Ông TB xuất hiện bên cạnh. Và khi ông xuất hiện bên cạnh rồi, cái là quỷ nó bỏ chạy. Chạy ghê kèn mà tôi nói tiếng lạ. Và tôi mở mắt ra thấy mình đang nói tiếng lạ. Wow, tuyệt vời anh chị. Nói tiếng lạ xuyên đêm trong mơ luôn. Đấy là cách để tâm thần mình được gây dựng. Anh chị em đừng ngừng lại nha. Em vừa đi xe máy vừa nói tiếng lạ được. Yên tâm đây, cả người nói lỡ Đức Thánh Linh giáng xuống là con ngã xuống thì sao? Có đâu. Chúa rất là khôn ngoan. Chỉ trong hội thánh Chúa mới giáng xuống ngã thôi. Còn đi trên đường tôi chưa bao giờ thấy ai ngã. Tại sao mình cho Đức Chúa Trời mình là đấng muốn giáng lúc nào thì giáng? Đâu có đâu. Có, yên tâm đi. Nói tiếng lạ là không ngã. Đi trên xe là không bao giờ ngã. Yên tâm. Hãy nói tiếng lạ đi anh chị em. Nói ngay nói đêm vào cho tôi thì anh chị em được gây dựng. Đó, bộ ngang, bộ dọc, bộ trên, bộ dưới, và con người anh em sẽ là con người mạnh mẽ trong tâm linh của mình. Đó là phương pháp dưỡng tâm mà không một tôn giáo nào có, không một cái lý thuyết nào có thể đề ra. Bởi vì tiếng lạ Đức Chúa Trời chỉ dành cho con cái được tái sanh của Ngài mà thôi. Amen anh chị em. Tôi muốn nói với tất cả những anh chị em trên live stream này, hãy nói tiếng lạ mạnh lên. Trong hội thánh mà cấm nói tiếng lạ thì về nhà nói tiếng lạ, chứ đừng có ngừng luôn, đúng không? Đừng ngừng, hãy nói tiếng lạ ở nhà. Ai cấm mình nói tiếng lạ ở nhà đâu? Cho nên anh chị em ơi,
Kinh Thánh chép rất rõ rồi, kẻ nói tiếng lạ thì tự gây dựng lấy mình, tức là gây dựng tâm thần của mình. Amen chứ. Cho nên buổi sáng nay tôi cậy ơn Chúa, tôi chia sẻ cho anh em bốn cái cách để dưỡng tâm của mình, dưỡng tâm. Và tôi tin rằng nếu chúng ta thực hành những cách này trong đời sống của mình thì đời sống chúng ta không những không bệnh tật, không những không gặp rắc rối, mà chúng ta còn có khả năng để giúp đỡ người khác. Đó là sự thật đó anh chị em. Vì Chúa cho chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường để chúng ta được thịnh vượng theo cách của Ngài. Thế gian có cách thịnh vượng của thế gian, nhưng sự thịnh vượng của thế gian luôn kèm theo sự đau đớn và trả giá bằng máu và bằng mạng sống. Nhưng sự thịnh vượng của Đức Chúa Trời thì được đầy dẫy sự bình an, vui mừng và vinh dự ở trong Ngài. Cho nên anh chị em ơi, hãy dưỡng tâm thần của mình theo cách của Chúa. Amen chứ. Hãy liên tục tẩy rửa, liên tục tẩy rửa bằng cách ăn năn tội lỗi, gìn giữ và tẩy rửa nó. Hãy dành một thời giờ chất lượng trong ngày, dù anh chị em bận rộn cỡ gì. Anh chị em ơi, tôi khích là anh chị em hãy hứa dâng cho Đức Chúa Trời ít nhất một tiếng đồng hồ một ngày, vô trong phòng riêng, đóng cửa cái cụp lại và ở với Ngài. Bỏ hết điện thoại bên ngoài đi, tắt hết máy tính, máy tiết gì tắt hết, bỏ hết bên ngoài, vô phòng riêng đóng cửa lại, ngồi đó với Chúa, ngồi cho đủ một tiếng đồng hồ, được không? Chăm thấm mình trong thánh linh, để Ngài hiện diện và bao trùm mình, ấp ủ mình, che phủ mình và thẩm thấu những điều tốt từ Đức Chúa Trời vào tâm tánh của mình, được không anh chị? Amen nha. Và cái thứ ba là gì anh chị? Đó là chúng ta phải thanh lọc tư tưởng và phương tiện nghe nhìn của mình hàng ngày. Đúng không? Đừng để nó xâm nhập, nó tàn hại mình. Những gì xấu xa, những gì không tôn trọng, những gì ganh ghét, những gì hận thù, những gì ô uế, dẹp ra khỏi đời sống của mình. Không thèm nghe, không thèm nhìn, không thèm để ý luôn. Những cái chỗ mà người ta cạnh tranh, nói xấu ông này, nói xấu ông kia, đi lết luôn khỏi Facebook của mình, không thèm nhìn luôn. Tôi, nguyên tắc của tôi là như thế. Trên Facebook có người nào mà nói một câu gì mà tôi cảm nhận là thấy bắt đầu là muốn gọi là mà cạnh khóe cái gì vậy, đi liếc chặn luôn, thế là xong, không cần alo alo gì hết, biệt tích luôn. Đó là cách, đừng để thế giới này xâm nhập vào mình, đừng để rác của hàng xóm đổ vào trong người mình. Đó là cách thanh lọc, nghe nhìn. Và hãy cẩn thận với cái điện thoại của anh chị em, cẩn thận với nó. Facebook, YouTube, nó luôn luôn gà mình xem những cái ô ấy. Anh em có biết cái đó không? Nó gà mình, khi mình lướt 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 lướt, tự nhiên nó hiện cái gì lên cái rất là tào lao. Anh em phải vậy, ẩn đi, delete. Cuối cùng là điện thoại của anh em chỉ hiện những cái tốt đẹp thôi. Đó là anh chị, hãy cẩn thận nha, nó hại mình đó. Và cuối cùng là gì? Nói tiếng lạ, hát tiếng lạ, cầu nguyện tiếng lạ càng nhiều càng tốt. Ngày như đêm, trên tàu xe, trên đường, trên lúc chỗ làm việc, cứ cầu nguyện, cứ nói, cứ thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tiếng lạ. Trên YouTube có mấy cái kênh hay lắm của ông mục sư tiến sĩ Ojak Kilomer đó. Ông tạo ra mấy cái video là cầu nguyện tiếng lạ 2 tiếng đồng hồ với Chúa. Anh em có xem mấy cái clip đó chưa? Anh em search đi sẽ thấy Ojak Kilomer 24/7 prayer in tongue, tức là cầu nguyện tiếng lạ. Thì anh em mở lên, nó sẽ cứ rồi anh em bắt đầu cầu nguyện theo, cứ thế. Có lần tôi làm 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi một cái vã ra hết cả người. Đến như vậy, cầu nguyện dày ra anh chị, mở những cái đó lên và chúng ta cầu nguyện với Chúa, thờ phượng Chúa, nhảy múa với Chúa, đóng cửa phòng lại. Wow, ích lợi lắm, rất tuyệt vời. Ông thiết kế ra những cái đó để giúp đỡ các tín đồ thôi. Cho nên anh em hãy search những cái đó để tìm. Hoặc là khi anh em muốn dầm thấm trong Chúa, tôi cũng chỉ cho anh em một cái kênh cũng hay lắm. Cái tên nó tiếng Anh nó gọi là WPK sẽ là cái gì đó. Là của cái người mục sư này, ông có cái ơn rất là lạ. Và ông ngồi, ông xuất thần ở trong Chúa và ông đánh piano. Ông đánh piano không lời thôi, đánh piano rất là rải rác, chậm rãi lắm, nghe rất là hay. Ông đánh những cái bài thánh ca rất là hay, anh em sợ sẽ thấy. Rồi khi khoảng chừng 10 phút đó thì hiện lên màn hình một cái câu kinh thánh.
Tôi hay chụp, tôi đăng lên trên cái trang Facebook cá nhân của mình, anh em có thấy không? Bằng tiếng Anh, đúng không? Nó hiện lên câu kinh thánh, nó theo cái chủ đề. Ví dụ như chủ đề là ở riêng với Chúa, ân điển của Chúa, tình yêu của Chúa, rồi năng quyền của Chúa. Ôi Đức Thánh Linh hãy đến với con. Nó theo cái chủ đề, và cứ 10 phút cũng hiện lên câu kinh thánh. Như vậy thì khi mình ngồi mình dầm thấm như vậy, mình ở riêng với Chúa, mình vừa nghe nhạc, mình vừa cầu nguyện, mình vừa cầu nguyện theo những cái lời Chúa, cực kỳ ích lợi luôn. Đó là những ích lợi trong những cái kênh mạng xã hội của những cái hội thánh khác nhau họ cung ứng cho mình. Xây dựng đời sống tâm linh, dưỡng tâm linh mình. Chúng ta hãy làm đi, chúng ta sẽ thấy được ích lợi trên đời sống. Amen chứ em. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tôi tin rằng những lời buổi sáng hôm nay đem lại nhiều điều bổ ích cho anh chị em. Amen. Đem lại sự phước hạnh cho anh em được nghe. Amen. Cảm ơn Ngài và những anh em trên mạng live stream cũng vậy. Hãy thực hành những gì mình nghe hôm nay. Hãy sống theo những gì mình nghe hôm nay. Tôi tin rằng anh chị em sẽ được phước trong sự mình nghe lời. Cảm ơn Ngài. Nào chúng ta hãy cùng nhau, mình đứng dậy mình cầu nguyện một tí ha. Cảm ơn Chúa. Yes. Cảm ơn Ngài. Rồi đó anh chị em, chúng ta đã biết 4 bước đúng không ạ? 4 bước để tu dưỡng tâm linh mình. Đây là thời giờ mình cầu nguyện để mình thực hành những bước này. Thực hành những bước này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dạy dỗ chúng ta trong thời giờ này một cách cá nhân mỗi một người. Chúng ta đến với Ngài. Chúng ta đến với Ngài và chúng ta hãy thưa với Chúa rằng chúng ta cần được thịnh vượng, và nơi bắt đầu là chính tâm linh của mình. Chính tâm linh của anh em phải được thịnh vượng trước. Tâm thần anh chị em phải được mạnh mẽ trước. Tâm thần của anh chị em phải được giàu có trước. Tâm thần anh em phải được bình an trước, vui mừng trước. Sự khỏe mạnh phải đến từ trong tâm của chúng ta trước, khi nó thể hiện bộc lộ ra trên đời sống của mình. Đó là chỗ chúng ta bắt đầu. Tất cả anh em mình hãy thành thật trước mặt Chúa và hãy nói lạy Chúa. Hãy đến chạm con giờ này. Hãy để cho tâm của con được kết nối với Chúa giờ này. Ôi Đức Thánh Linh ơi, hãy chỉ cho con những điểm khiếm khuyết của đời sống con, những tội lỗi mà con chưa ăn năn, con chưa thực hiện sự thanh tẩy đời sống con bởi huyết của Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh ơi, là đấng cáo trách con. Đức Thánh Linh là đấng chỉ cho con. Hãy đến với con giờ này, anh em hãy cầu nguyện nào. Cả hội thánh hãy cầu nguyện nè, cầu nguyện. Đây là cách chúng ta thực hành sự dưỡng tâm giờ này. Thực hành sự dưỡng tâm của chúng ta giờ này. Đức Thánh Linh là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ chỉ cho anh chị em những góc khuất trong cuộc sống của mình, những thái độ, những lời nói, những tư tưởng nào, dù có thể là tháng trước, tuần trước anh chị em bỏ qua nó, nhưng hôm nay tôi tin rằng Chúa Thánh Linh sẽ tái hiện lại, và huyết Chúa Giê-xu sẽ rửa sạch ông bà anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, con kêu danh Chúa trên hội thánh của Ngài. Cha ơi, con kêu danh của Ngài trên hội thánh của Ngài. Con kêu sự thanh tẩy của huyết Chúa Giêsu trên hội thánh của Ngài. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên ông bạn trên giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên linh hồn thân thể ông bạn trên giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên mọi mối quan hệ của ông bạn trên giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên chức vụ của ông bạn trên giờ này. Tôi phủ huyết Chúa Giêsu lên gia đình, con cái, vợ chồng ông bạn trên giờ này. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Ông bạn chị em hãy cầu nguyện đi, ông bạn chị em. Lạy Chúa dựng nên con một lòng trong sạch. Hãy làm cho con nên một tâm thần ngay thẳng, Chúa ơi. Hãy dùng chùm kinh cước của Ngài mà khiến con nên sạch sẽ trắng như tuyết, Chúa ơi. Vì Ngài hứa rằng dù tội con gấp đỏ như hồng điều, Chúa cũng làm trắng như tuyết. Ngài sẽ quăng xa tội lỗi con như phương đông cách xa phương tây. Ô lạy Chúa, hãy thanh tẩy hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, hãy rửa sạch hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, hãy làm mới các thánh đồ của Ngài. Ô hallelujah. Bởi huyết Chúa Giêsu, bởi huyết Chúa Giêsu, bởi huyết Chúa Giêsu. Khi tội được tha thì bệnh được lành. Khi tội được tha thì nợ được trả. Khi tội được tha thì đời sống được phục hồi. Khi tội được tha thì cửa ngục được mở ra. Khi tội được tha thì sự hài hiếp sẽ được giáng xa trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em cầu nguyện nào, 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 cầu nguyện nào. Mỗi tội lỗi được tha thứ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng.
Oh hallelujah. Mọi tâm chúng con được sáng tỏ giờ này. Mọi tâm anh chị em chúng con được sáng tỏ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Hallelujah. Có những tội lỗi thầm kín ở đây, anh chị em cũng phải ăn năn đi nha. Tôi thấy Đức Chúa Trời cảm động trong lòng tôi rằng có những điều anh chị em tưởng rằng mình làm trong phòng kín, những tội lỗi trói buộc anh chị em làm trong phòng kín, anh chị em tưởng rằng không ai thấy. Tôi nói với những anh chị em đó, hãy ăn năn đi. Chúa đang tha thứ cho anh chị em giờ này. Đây là thời giờ của sự tha thứ. Hãy ăn năn đi. Hãy ăn năn, hãy ăn năn. Những sự mình nghe, những sự mình nhìn, những việc mình làm ở nơi kín nhiệm, Chúa biết hết đó. Chúa tha thứ cho anh chị em. Và nếu anh chị em ăn năn hôm nay, anh chị em sẽ được tự do. Tự do, tự do, tự do. Tôi công bố sự tha thứ của Chúa ở nơi này. Tôi tuyên bố sự tha thứ của Chúa ở nơi này. Tôi tuyên bố sự tha thứ của Chúa ở nơi này. Rửa sạch bởi huyết Giê-xu. Huyết Giê-xu. Huyết Giê-xu. Huyết Chúa Giê-xu. Huyết Chúa Giê-xu. Huyết Chúa Giê-xu. Hallelujah. 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 Oh hallelujah. Có những sự bất hòa giữa vợ và chồng, có những cái sự gọi là tổn thương giữa vợ và chồng, dù không nói ra, dù đã lâu rồi, mình bỏ qua rồi, nhưng mà lâu lâu nghĩ lại vẫn cay đắng, nghĩ lại vẫn rất là buồn, nghĩ lại vẫn rất là khổ. Hôm nay anh chị em hãy được thanh tẩy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rửa sạch mối quan hệ vợ chồng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng vợ chồng thuận hòa, yêu thương nhau như chính Chúa yêu thương hội thánh, như chính hội thánh kính trọng Chúa Giêsu, thì vợ và chồng cũng tương tự như vậy. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được thanh tẩy giờ này, thanh tẩy giờ này, thanh tẩy giờ này, thanh tẩy hết giờ này. Tôi cứ huyết Chúa Giêsu phủ lên ông bạn chị em, phủ lên, phủ lên, phủ lên, phủ lên. Oh hallelujah. Tiếp tục lên chị em, tiếp tục đây, tiếp tục đây, tiếp tục nào. Không bao giờ là thừa. Chúa Thánh Linh ơi, con xin thần của sự ăn năn, thần của sự cáo trách hãy đến giờ này. Con xin thần của sự ăn năn, thần của sự cáo trách hãy đến giờ này. Cha ơi, hãy giúp chúng con. Chúng con sẽ không bao giờ ăn năn được nếu không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa hãy đổ đầy dân sự của Ngài. Lạy Chúa hãy thâm quyến dân sự của Ngài. Hãy tẩy rửa tâm chúng con giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô cha, con cảm ơn Ngài. 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 Hallelujah. Hallelujah. Nếu mà anh chị em còn ghét một ai đó, còn hận một ai đó, còn không tha thứ cho một ai đó, thì hôm nay hãy ăn năn đi. Lòng anh chị em sẽ được tự do. Lòng anh chị em sẽ được mở ra. Lòng anh chị em sẽ được thới thạnh giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tiếp tục lên trên. Chúa sẽ chỉ ra hết mà. Chúa sẽ chỉ ra những điểm yếu ớt của mình. Chúa sẽ chỉ ra những điều sai phạm của mình. Oh hallelujah. Rửa sạch dân sự của Ngài. 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 Cảm ơn Ngài Chúa. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh Jesus. Cảm ơn Ngài Chúa Thánh Linh. Cảm ơn Ngài vì sự hiện diện của Ngài. Vì Ngài đến để rờ chạm chúng con, đến đã ấp ủ chúng con, đến đã bày tỏ vinh hiển Ngài cho chúng con. Đức Chúa Trời ơi, hãy đến ở giữa chúng con giờ này. Tôi muốn tất cả ông bà anh chị em hướng lòng về Chúa và khao khát Ngài. Đây là thời giờ Ngài đến để dầm thấm anh chị em trong chính sự hiện diện của Ngài. Mỗi một anh chị em mình hướng lòng về Ngài. Đây là lúc anh chị em thực hành sự dầm thấm mình trong Ngài, để anh em cảm nhận và kết nối với Ngài qua sự hiện diện thánh của Chúa. Và anh em có thể thực hành điều đó tại nhà riêng của mình.
Cha ơi, hãy đến với chúng con một cách mạnh mẽ, như làn gió thoảng đến cuộc đời chúng con, tươi mát ấm áp. Thánh Linh ơi, tuôn chảy giữa dân sự của Ngài. Thánh Linh ơi, hãy tuôn chảy giữa dân sự của Ngài. Cha yêu quý, chúng con cùng nhau thờ phượng Ngài. Chúng con cùng nhau để nói với Chúa rằng chúng con khát khao được ngâm mình, dìm mình trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng con nói rằng chúng con muốn biến hóa trở nên giống như Ngài trong tâm tánh của chúng con. Chúng con muốn được yêu thương nhiều như Ngài, muốn được nhân từ nhiều như Ngài, muốn được thương xót nhiều như Ngài, muốn được rộng rãi nhiều như Ngài. Chúa Giêsu ơi, hãy đến giờ này, và mỗi một ông bà anh chị em sẽ bắt đầu cảm nhận sự rò chạm của Chúa. Sự rò chạm của Chúa là rất thật, và Ngài rò chạm thấu vào tâm của chúng ta, để chúng ta mãi yêu Ngài và khát khao Ngài. Ngay bây giờ, ngay bây giờ, Cha ơi, hãy đến đổ đầy. Chúng con thờ phượng Ngài đây Chúa. Rò chạm chúng con, chạm lòng chúng con, chạm lòng chúng con. Jesus, chạm lòng chúng con. Con yêu thương giống Ngài, nhân từ giống Ngài. Dù núi dời, dù đòi chuyện, nhưng lòng nhân từ Ngài không hề thay đổi. Khi con đi qua nước, qua lửa, dòng sông sẽ không cuốn chúng con, nước sẽ không ngập chúng con, lửa sẽ không thiêu cháy chúng con. Ôi, chúng con sẽ như vườn năng tươi, như suối chẳng hề khô. Chúng con là vườn của Đức Chúa Trời giờ này, vườn được tưới bởi Thánh Linh của Ngài. Lạy Chúa, hãy thăm viếng chúng con, thăm viếng chúng con. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.